Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ bức tranh chú tiểu và mèo con. Trước tiên, ta sẽ vẽ Phát Thảo một ô vuông. Vì khuôn mặt của chú tiểu trong bức tranh này hơi nghiêng, cho nên mình sẽ vẽ một đường thẳng khoảng 1/3 ô vuông. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu tiến hành vẽ khuôn mặt của chú tiểu. Tiếp theo, mình sẽ lần lượt vẽ mắt, mũi, miệng, chân mày. Bây giờ chúng ta sẽ dùng gôm bôi những đường kẻ mà chúng ta dùng để phác thảo khuôn mặt của chú tiểu. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ tay của chú tiểu chấp vào nhau để tạo cảm giác cung kính. Bây giờ thì chúng ta tiến hành vẽ tay áo, thân áo, vạt áo, làm sao cho chú tiểu nhìn thật là dễ thương. Tranh chibi thường tạo cho người xem có cảm giác dễ chịu, thoải mái. Nhìn vào bức tranh, chúng ta sẽ cảm nhận được một nguồn năng lượng rất là dễ thương, vui tươi, vì hình ảnh của chú tiểu nhìn rất là ngây thơ, trong sáng. Bây giờ thì ta tiếp tục vẽ quần và đôi giày của chú tiểu. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ một ô vuông, phác thảo hình ảnh của một chú mèo đứng kế chú tiểu để tạo sự thư thái và thật là dễ thương, làm cho bức tranh nhìn vào thêm phần sinh động. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một chiếc nơ xinh xinh ngay phần eo của chú tiểu. Mình sẽ vẽ thêm một nhành hoa cho bé mèo ngậm để tạo sự sinh động và đáng yêu cho bức tranh. Bây giờ là tới phần chúng ta tô màu. Mình sẽ chọn màu 102 bút chì hiệu Daily để tô màu da cho chú tiểu. Phần tóc trên da đầu thì chúng ta sẽ dùng cây bút chì màu xám số 165 để tô. Tiếp theo, mình sẽ dùng cây chì màu hồng số 119 để tô môi và má hồng cho chú tiểu. Kế đến, chúng ta sẽ dùng cây chì số 144 để tô y áo cho chú tiểu. Để không bị tô lem ra ngoài thì chúng ta hãy viền theo đường viền áo mà ban nãy đã được phác thảo bằng bút chì. Chúng ta tô thêm phần trong tay áo của chú tiểu cho đậm hơn và tiếp tục viền để cho áo của chú tiểu nhìn vào thật là nổi bật. Bây giờ thì mình sẽ dùng cây chì màu xanh đậm số 152 để tô vẽ phần quần của chú tiểu. Chúng ta lại dùng cây chì số 102 để vẽ phần da chân còn thiếu. Mình sẽ chọn cây chì số 162 là màu nâu đậm để tô đôi giày của chú tiểu. Phần nơ ngay thắt lưng chúng ta sẽ dùng màu chì số 152. Và bây giờ thì mình dùng cây chì số 158 để tô mắt của chú mèo. Mình sẽ chọn cây bút chì màu xám số 167 để tô vẽ màu lông của chú mèo. Phần nào của chú mèo mà chúng ta thấy cần đồ đậm thì ta sẽ đồ đi đồ lại 2-3 lần thì sẽ được lên màu đậm nhạt như ý. Chúng ta sẽ dùng màu hồng số 119 để tô môi và tô cánh hoa trên miệng của chú mèo. Mình chọn cây chì màu xanh số 144 để vẽ cành hoa mà chú mèo đang ngậm. Mình dùng màu vàng số 104 để tô nhụy hoa. Bây giờ thì chúng ta dùng bút chì để đồ lại mắt, mũi, miệng, tay và những đường viền của chú mèo để nhìn sao cho rõ ràng hơn. Phần nền đất của chú tiểu đang đứng thì chúng ta sẽ dùng màu nâu số 163 để tô vẽ. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cây chì số 147 để vẽ những bụi cây xung quanh, làm cho bức tranh thêm phần dễ thương và sinh động. Cuối cùng thì chúng ta dùng màu cam số 114 để tạo hoa cho những bụi cây. Bây giờ thì chúng ta đã hoàn thành xong bức tranh chú tiểu và mèo con. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã có một bức tranh đẹp nhé! Ha ha ha,